Hello xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ một bức tranh nhá. Nhưng mà chưa biết vẽ cái quần quẩy gì trơn á. Thôi thì vẽ đại đi cho xong rồi đang bận. Đưa mình nhìn theo em luôn. Mình chưa làm trước à? Được không? Nhưng mà chạy một hồn là cũng có một tuần này. Chịu rồi, nói thế thì chịu rồi, đã sao kháng xịt đúng rồi. Biết lỗi tại ai liền. Cái hình vẽ hình vuông rồi. Đúng rồi. Lại quan trọng là cái này mình làm kiểu gì để nó màu khác. Bỏ tay nghe ra tay. Ok, mình sẽ tô luôn nhé. Anh được đầu tiên rồi. Thôi, nó có giữ được lắp bình vậy. Thôi. Đợi xíu anh em ạ. Anh đưa nhìn một cái like, share, subscribe này nó lấy. Cái like, share, subscribe này nó kiểu kiểu mình nè. Vâng. Thôi để em sẽ lấy cái kia. Oh,
Mong vườn heo kìa. Chịu rồi. Thầy đang rất là bận. Ok mọi người. Anh Đức ơi, em làm được rồi. Cháu nó vào bị giá lại là làm nơi ý. Cháu giá nhà làm nó lên. Được không? Ghét quá. Cái gì? Cái live xe nó live mình chẳng để giá thôi. Sao mình viết chữ đây mà. Chịu rồi. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Thì bây giờ mình hai mọi người like, share và ký kênh của mình nhé. Bye bye mọi người.